điều cần biết khi đi du lịch Hàn Quốc tự túc. Tất nhiên rồi, điều đầu tiên đó là visa. Bởi vì Hàn Quốc nhìn chung không phải là một quốc gia miễn thị thực cho Việt Nam. Trừ trường hợp từ năm 2019, Hàn Quốc có miễn thị thực cho một số quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhưng chỉ trong vòng 5 ngày nếu đi du lịch qua đảo Jeju. Với điều kiện đi theo công ty du lịch được Hàn Quốc cấp phép và phải quá cảnh tại sân bay Gimhae hoặc Incheon. Còn nếu bạn đi du lịch tự túc, bạn có thể lên trang web của đại sứ quán, điền thông tin và đặt lịch hẹn phỏng vấn. Thường thì sẽ mất khoảng 10 ngày để nhận kết quả. Nhưng nếu mà bạn mới đi du lịch nước ngoài lần đầu hoặc ít đi, thì bạn nên lựa chọn công ty trung gian để tránh tình trạng trượt visa với mức giá visa du lịch 30 ngày là 100 đô. Điều thứ hai, đặt vé máy bay. Bạn nên đặt sớm trước khoảng 2 đến 3 tháng để có thể quan sát, cập nhật tình trạng khuyến mãi và có thể săn được vé giá rẻ. Bên cạnh đó, một chiếc SIM 4G dùng mạng là cần thiết mọi lúc mọi nơi, bởi vì bạn còn cần đến Google nữa mà. Một chiếc SIM sẽ giá 270k có bán trên Tiki, dùng cho 7 ngày. Nếu mà bạn đi dài ngày hơn, bạn có thể mua chiếc SIM dài hạn hơn. Điều thứ ba, ngôn ngữ. Tiếng Việt thì chắc một điều là hiếm lắm mới sử dụng được rồi, còn tiếng Anh thì bạn có thể sử dụng tại một số con phố lớn ở trung tâm của thủ đô Seoul hay là tại Busan chẳng hạn. Do vậy thì bạn nên chuẩn bị ít một số câu tiếng Hàn giao tiếp đi nhé, và sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể nữa nha. Bên cạnh đó có một ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi tiếng Hàn mà bạn nên download về, đó là Nava Korean Dictionary and Translate. Ứng dụng này sẽ dịch sang nghĩa hơn so với Google dịch nhé. Và đừng quên học một số câu tiếng Hàn thông dụng để có thể giao tiếp mọi lúc mọi nơi. Chẳng hạn như lời cảm ơn, xin lỗi, cảm saimita, miyanhamita. Rồi khi bạn mua thứ gì đó, tôi muốn lấy cái này bao nhiêu? 나는 이것은 가져가니다. 오미에오. Điều thứ tư đó là về cách thức di chuyển. Điều này sẽ hơi bất tiện một chút nếu bạn không biết sử dụng tiếng Hàn, bởi vì Google Maps là một ứng dụng gần như toàn cầu, nhưng việc sử dụng nó ở Hàn Quốc lại rất là hạn chế. Do năm 2008, những hình ảnh do Google vệ tinh cung cấp đã bị phía Hàn Quốc cho là bị lộ bí mật quân sự của đất nước này. Bởi vậy, hiện tại, nếu sử dụng Google Maps thì bạn chỉ có thể thấy các tuyến bíp di chuyển và các địa điểm trung tâm thành phố lớn như Seoul, Busan với các tuyến đường mà không có chỉ dẫn đi lại. Sử dụng Nava Map và Kakao Map là ứng dụng phổ biến ở Hàn Quốc với tính năng tương tự như Google Map nhưng lại chỉ có thể dùng bằng tiếng Hàn. Với lại, hầu hết các con phố, địa điểm ở đây đều viết bằng tiếng Hàn, nó không giống như chữ cái Latin của chúng ta. Do vậy thì bạn có thể rối tung lên nếu mà không hiểu được các ký tự của Hàn Quốc. Kakati là ứng dụng kiểu như Grab ở Việt Nam, bạn có thể sử dụng nó để di chuyển dễ dàng. Bên cạnh đó, Subway Courier là ứng dụng tàu điện ngầm, bạn có thể sử dụng để tra cứu từng lộ trình, từng giờ đến giờ đi tàu chạy để có thể chủ động thuận tiện cho quá trình di chuyển của bạn. Thứ năm là về tiền tệ. Người Hàn sử dụng tiền won. Với tỷ giá tham khảo, 1 won bằng 19,82 đồng, tức gần 20 đồng. Tiền có hai loại, tiền giấy và tiền xu. Trên đây là tất cả các mệnh giá tiền Hàn Quốc. Đặc biệt hơn là người Hàn sử dụng đơn vị hàng chục nghìn, không giống như đơn vị hàng nghìn như Việt Nam. Do vậy, khi mà mua bán, mua sắm hàng hóa, bạn nên tính toán trước, nên sử dụng máy tính cho chắc ăn nếu như bạn sợ nhầm lẫn. Thứ sáu đó là về ẩm thực. Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều món ngon nhưng thường là rất cay và tương đối nhạt so với khẩu vị của người Việt. Nếu bạn không ăn được quá cay thì nên lưu ý nói với bên nấu ăn, nếu món đó có thể bỏ phần cay vào sau thì giảm bớt cay đi nhé. Có nhiều món ngon nằm lên tên tuổi của nền ẩm thực Hàn Quốc như kimchi, kimbap, tteokbokki, sundae, gopchang, bibimbap, sò điểm nướng, tôm hùm nướng và nhiều món khác nữa bạn nên thử qua. Thực sự là nhiều quá cũng không kể hết được. Có một điều trong văn hóa Hàn Quốc mà bạn sẽ thấy, đó là người Hàn thường không bưng bát cơm lên mà đặt bát cơm xuống bàn và dùng đũa thìa xúc thức ăn. Trong khi đó, người Nhật và người Việt Nam lại bưng bát cơm lên khi ăn.
Hành động này phụ thuộc vào quan niệm của từng quốc gia. Nếu như người Nhật nói chỉ còn chó mới gục mặt xuống bàn ăn, thì người Hàn cũng có câu chỉ kẻ ăn mày mới bưng bát cơm lên. Kỳ thực thì điều này mình không thể nhận xét được vì nó là văn hóa từng nước. Và văn hóa thì khác với văn minh, không có cấp bậc, nên mình cứ nhập ra thì tùy tục thôi. Thứ bảy, lưu trú khách sạn. Ở Hàn Quốc, quy chuẩn nhận phòng sẽ là từ 13 cho đến 14 giờ, trả phòng là từ 11 giờ trưa, sớm hơn so với Việt Nam một chút. Và về vấn đề tài sản cá nhân thì bạn nên tự bảo quản nhé, ở đâu cũng vậy mà. Điều thứ 8, thiết bị chân cắm tương thích. Điều này thì cũng khá quan trọng nhưng mà một số bạn hay quên. Ở Hàn Quốc thì dùng dòng điện cũng như Việt Nam là 220V, nhưng một số nơi dùng ổ cắm 3 chân, nên bạn lưu ý mua theo một cái adapter để có thể dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh nhé. Điều thứ 9, mua sắm. Hàn Quốc là thiên đường của các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nhân sâm, bánh kẹo. Nhưng hãy kiểm tra kỹ nhãn mác Make in Korea, mã vạch 880 khi bạn mua hàng tại các khu chợ nhé. Bởi vì mặt hàng rất là nhiều nhưng mà vẫn có hàng giả, hàng nhái, nên nếu bạn muốn mua các sản phẩm mỹ phẩm xài trên da thì cứ nên vào shop cho an toàn. Và cuối cùng là điều thứ 10, lựa chọn cho mình một mùa đặc trưng để đi du lịch Hàn Quốc. Nơi đây mỗi mùa đều có một vẻ đẹp và nét đặc trưng riêng khác nhau. Nếu bạn đi du lịch thì thường sẽ không ở lại dài hạn để có thể tận hưởng hết được cái đẹp 4 mùa của Hàn Quốc, đúng không nào? Do vậy, hãy cân nhắc trước về những nét đặc trưng của nó nhé. Mùa xuân kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 5 là mùa của hoa anh đào nở. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, với cả có nhiều lễ hội hoa anh đào diễn ra khắp nơi. Mùa hạ kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 8 với nhiều lễ hội diễn ra. Nhiệt độ giai đoạn này rơi vào tầm khoảng 20 cho đến 30 độ C, thường là sẽ có mưa. Đây là mùa thấp điểm của du lịch Hàn Quốc. Có mùa thu từ tháng 9 cho đến tháng 11 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để bạn có thể thực hiện chuyến du lịch tự túc với sắc vàng cam khắp các nẻo đường, không khí hợp với người Việt. Còn nếu bạn là một người yêu thích cái lạnh, ngắm tuyết rơi thì hãy lựa chọn mùa đông nha. Và vâng, đó là một số điều lưu ý mà Titi muốn nhắn gửi tới các bạn trước khi đi du lịch Hàn Quốc tự túc. Mong rằng các bạn sẽ có một chuyến đi thật là vui vẻ, thú vị nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Titi trong video lần này. Hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, subscribe, ủng hộ mình nha.